Hello, xin mến chào tất cả các bạn. Mình là kênh Triều Nguyễn VOT. Hôm nay mình đi chợ, mình mua phân về mình bỏ cho cây chuối của mình. Mua phân đất á. Mua ở trong cái phần này đó là tự tính tiền. Nhưng mà ở đây thì phải trả bằng bằng thẻ. Còn nếu mình trả có tiền mặt rồi kia thì mình phải qua bên kia có người tính tiền hoặc là ở cái khu khác. Thì mình sẽ dùng cái máy mình scan mấy cái đồ mình mua, mình tự làm. Thì mình có bao nhiêu món đồ thì mình scan bao nhiêu lần, hoặc là nó cùng một giá thì mình thể mình scan một lần rồi mình nhân lên. Khi mình scan xong thì mình lại đây thì nó hỏi mình là có xài những cái bao bì để đựng không, mình mua đồ này không có bao bì mình để không, chứ còn mình để có thì nó sẽ tính tiền mình. Bây giờ thì nó kêu mình bỏ thẻ vô, bỏ thẻ mình bấm số pin vô. Rồi bây giờ xong thì nó hỏi mình có lấy giày ship hay là xài gửi email về nhà, thì mình không, mình chỉ lấy giày ship. Thì bây giờ mình lấy giày ship mình về. Thì mình mua đất rồi xong á, thì năm nay á, vụ chuối nó lớn quá lớn đi, gần cả 100 cây. Thì ra là mình phải làm cái vòng bao lại cho nó bự hơn rồi mình đổ đất. Thì bây giờ mình sẽ dùng máy máy chim cỏ để mình cắt những cái cỏ phía bên bên ngoài cho cái vụ chuối, đặng mình sẽ cuốc đất lên. Mình thì mình dùng cái máy chim này thì mình mua cái loại này là nó cũng cái đời mới, cái máy nó nhỏ, nó nhẹ nhưng mà rất là mạnh, nó xài bằng bằng xăng, bằng gas á. Thì nó không có dây đeo nhưng mà mình chế lại cái dây đeo để cho nó thoải mái mình khi mình làm việc, tại vì cái xăng mình nó cũng nhiều cỏ, mỗi lần cắt được phải chim lại nhiều gốc rồi kia, mình cầm trên tay nó mỏi lắm, mình phải có làm dây leo này, nên là nó cho nó nhẹ lại mà thoải mái để mình làm việc. Cái máy này ở đây cắt cỏ thì nó xài bằng cái lưỡi cắt, nó này nó không xài bằng lưỡi thép mà nó xài bằng cái dây nhựa thôi, rồi xài tự mòn nó đứt, nó không gây nguy hiểm cho mình. Bây giờ mình sẽ cắt xung quanh hết, mình sẽ mở rộng, mình sẽ làm cái vòng bao cho nó, mình sẽ cuốc những cái đất này, tại đất ở phía ngoài này là nó cứng á, mình sẽ cuốc xới lên, mình bỏ mấy gốc cỏ đó hết để mình bỏ đất vô thêm. Thì trước khi mình cuốc gốc á, thì mình sẽ rửa những cái chuối hết, tại vì nó ở là cái mùa đông á, thì những cái lá nó khô nó cớp lại hết rồi, chứ không phải như giống như chuối bên Việt Nam thì nó bốn mùa nó đều như nhau, nhưng cái chuối từ nhỏ mọc lên là nó xanh dần cái từ cái bẹ ngoài. Còn ở đây trong cái mùa đông á, thì cái bẹ ngoài nó hư hết, nó cớp lại hết, mà nếu mà mùa đông mà lạnh quá lạnh á, thì cái chuối sẽ gục xuống, nó sẽ hư luôn cái chuối luôn, nó sẽ mọc cái chuối con khác. Thì lúc đó qua cái mùa hè này thì cây chuối mình khỏi cần phải rửa, nhưng mà cái đó thì cây chuối sẽ nhỏ chứ không được lớn như vậy. Còn cái năm vừa rồi thì là cái mùa đông nó không lạnh, thành ra là cây chuối này nó không có bị đổ ngã, nhưng mà nó sẽ hư những cái lá, cái thân nó thì vẫn còn, nhưng mà một số bẹ ngoài nó bị hư mà cây vẫn còn đứng. Hiện ra tới cái mùa xuân rồi qua cái mùa hè này thì nó phục hồi lại, nó ra lá lại. Cho nên là mình sẽ rửa những phần ở phía ngoài, phần nữa mình sẽ cắt lại. Và phần mình rửa như thế này á, để cho cái nước này á, nó thấm xuống cái gốc luôn, cho nó ướt sẵn hết, ướt thật nhiều, để sau này á, khi hồi nữa mình sẽ làm xong hết, mình cuốc đất hết á, mình đổ đổ đất mới vô á, thì
cái lớp ở phía dưới gốc của nó đã có nước sẵn ướt rồi, thành ra mình tưới xuống đó, cái đất nó dễ thấm hơn, cái rễ nó dễ mọc hơn. Mình vừa rửa cho nó sạch, sạch cây làm vệ sinh, mình vừa là cho đất ở dưới nó thấm, lớp cái đất nền dưới nó thấm trước. Để nữa mình đổ cái đất mới vô, mình tưới rất là nhẹ nhàng và dễ, nó dễ thấm nữa. Cho nên mình làm một công hai việc, mình vừa rửa luôn. Các bạn thấy mấy chú nhỏ không, nó mọc lên nó xanh rờn nè, là cái lá từ cái bẹ nó gì nó cái lớn luôn xanh luôn rồi. Thì bây giờ mình đã rửa xong rồi, xong xuôi hết rồi, thì mình sẽ đi cắt những cái bẹ lá phía ngoài, chỗ nào bị hư nó cắt bỏ. Chứ mình không có cắt hết nguyên cái bẹ ở phía ngoài, tại vì mình đã giữ gì á cho nó cái nhiệt độ của nó không có đi vô trong cái thân cây chuối nhiều, để cây chuối nó giữ được lượng nước nhiều hơn, nó sẽ mau lớn hơn. Mình chỉ cắt những phần nào hư thôi, cái thay vì giống như một cái bẹ mà nó hư ở phần ở trên một chút thì mình chỉ cắt ít thế thôi. Cái bẹ nào hư nhiều quá thì mình cắt hết, nó khô luôn. Nói chung ra mình chỉ cắt là những cái phần nào mà hư trên cái bẹ chuối thôi, mình giữ lại những phần nào mà còn tư hay là còn xanh lại để cho nó giữ được cây chuối nó tốt hơn. Mình cắt từ trên xuống tới gốc những cái lá nào mà cái bẹ nào hư nó đổ gục xuống, cắt nó sạch. Còn nữa mình đổ đất vô cho nó dễ. Chú ý những cái phần nào mà có gốc mà có cây con đó thì mình thận trọng chút, nếu mình không coi mình cắt cái này là nó đứt những cây con đang mọc đó. Mình sẽ coi rồi mình cắt. Nó thành ra mình bới gốc ra hết, xong rồi là mình vô đất mới cho nó cái rễ non đó, nó mọc ra nó bám được liền. Vườn chuối này bây giờ nó gần cả 100 cây nữa, ra mình phải cho nó có cái lượng đất vô thêm mỗi năm. Cái cây này là nó giống như là cái lưỡi hái của Việt Nam mình vậy, nhưng mà cán nó dài hơn thôi, chỉ thật là cái lưỡi hái thôi. Mình mua trong cái tiệm Việt Nam, mình thấy để mình cắt mấy cái này nó rất là dễ. Nếu mình để mình chẳng mình cắt những cái lá chuối thì mà mình cần xài mình nấu bánh hay này kia, mình cần lá chuối có cây thì cái cán nó dài, mình cầm cắt nó dễ hơn. Cái lưỡi nó bén tại vì nó là dạng lưỡi hái ăn cưa mà. Thì mình sẽ cắt hết những cái phần nào mà bị hư hao á, bỏ cho nó vệ sinh nó sạch sẽ luôn. Cái cây chuối nhìn thấy nó đẹp hơn, nó nhìn cắt sơ thì thôi là thấy đẹp. Bây giờ thì mình sẽ để mở một cái vòng bao mới hơn, bự hơn, to hơn nữa, thì mình sẽ canh cái vòng bao trước. Bây giờ mình
mình canh dòng bao xong rồi thì mình sẽ đóng những cái cọc cố định cái dòng bao lại, thì nó có cái cọc này của nó luôn, thì nó có cái đầu kẹp lại, thì mình đóng xuống thì nó giữ được cái dòng bao luôn. Dòng bao thì nó bằng nhựa. Hay cũng có nhiều người thì người ta làm cái dòng bao này thì bằng bằng đá, nhưng mà mình làm thì dòng bằng nhựa thôi, tại vì mỗi năm cái bụi chuối nó càng lớn, mình dùng nhựa này là mình thay nó cũng dễ hơn, chứ còn đá mình mới sắp nó nặng nữa, tại vì nó càng lớn rồi thì bụi chuối nó nhiều ra, mình cũng càng lớn tuổi nữa thì mình phải chọn cái giải pháp này nó nhẹ nhẹ chút. Đó, mình sẽ đóng những cái cọc mà cố định vòng vòng hết. Để mình giữ cho nó đứng thẳng luôn. Đó, xa xa thì mình sẽ đóng một cái cọc như vậy. Và khi mình đóng xong hết rồi thì bắt đầu mình sẽ cuốc đất. Tại cái đất này các bạn thấy không? Nó có cỏ nó mọc lên, cái cỏ nó trồng nó mọc lên, thì bây giờ mình phải cuốc, mình lấy cái gốc cỏ lên, thành từ lớp chứ. Rồi mình cũng cuốc ở cái trong nó chẳng cho đất nó xốp, rồi nó có đổ đất mới vô, cái rễ nó cũng dễ mọc hơn. Bây giờ mình chỉ cuốc theo cái dòng này thôi. Chứ còn hồi nãy mình chưa làm cái dòng á, mình cuốc thì mình cũng không biết là mình sẽ cuốc nó bao nhiêu, khi nó dư hoặc nó thiếu mất không. Bây giờ mình làm cái dòng bao trước đó. Rồi xong á là mình sẽ cuốc theo cái dòng bao này. Mình cũng có đổ đất mỗi năm, cho nên là đất ở phía trong còn xếp xốp, còn nó xốp hơn. Còn cái đất ở phía ngoài thì tại vì mình làm dòng bao mới lớn ở ngoài lại vô phần cỏ, thì hình ra là nó cứng hơn, nó lên cỏ nó mọc lên từ lớp chứ. Nên mình cuốc là mình lấy gốc cỏ ra luôn. Thì mình cuốc vậy thì mình cũng để ý là những cái phần nào có chuối nó mọc ra. Nó như phía bên đây là cái chuối đó, từ cái gốc ở trong mà cái này cái chuối con nó mọc ra rất là xa, cái chuối mẹ luôn, rất là xa. Rồi bây giờ mình cuốc nó bị trúng vô một cây chuối con bị đứt, nhưng mà không sao, nó đứt ngang theo phía đọt rồi.
thì để nữa thì nó sẽ mọc lên lại thôi. Tại vì nó nằm ở dưới đất á, nó chưa có mọc lên. Mình thấy nó xa quá, xa cái thân mẹ quá, mình nghĩ là nó không có cái chuối con. Bây giờ nó đã lên mọc lên, mình cắt ngang đầu nó chút xíu không cũng thì cũng không sao. Đó là mình cuốc hết nguyên một cái dòng mình đã bao lại, mở rộng ra để cho cái bộ chuối nó phát triển nhiều hơn. Bây giờ sau khi đã cuốc xong thì đầu mình sẽ là lượm cỏ. Và bắt đầu bây giờ thì mình đã lượm cỏ xong, bây giờ mình sẽ bỏ phân vô. Mình sẽ gãi vô cái những phân đất này vô trong cái gốc cái chuối. Nếu mình gãy nhẹ nhẹ để thôi, mình xuống mạnh quá đất nó đổ mạnh xuống nó gãy mấy cây con trong đó, nên mình gãy nhẹ, nhẹ nhẹ xuống. Mình sẽ đổ ở phía trong trước nhiều hơn. À, sau khi mình đổ vô 6 bao đầu tiên thì đất nó vẫn được nhiêu à, chưa có đủ cái đâu hết. Nó còn thiếu, tại vì bữa nay cái dòng bao lớn quá, nhưng mà chuối này nó nhiều nữa. Bây giờ là 6 bao nó không có đủ, mình phải thêm vô 6 bao nữa. Thì sau khi là đổ tổng cộng là 12 bao đất đó, thì cái gốc chuối nó mới đủ đất. Nó vô đất mới chừng. Và những cây chuối con đó là nó mọc ra phía ngoài luôn.
thì mình sẽ vô đất xông hết đàng hoàng, mình sẽ tưới lại một lần nữa, tưới sẽ ướt hết, thật là ướt ướt hết toàn bộ để cho thấm ướt thật là nhiều nhiều hơn bình thường. Mình tưới cái này là để làm cho cái đất này nó ướt và nước, cái lượng nước nó dư thừa luôn. Cái lần này á là mình đã đổ đất, mà trước khi đổ đất mình đã tưới một lần rồi, rồi bây giờ mình đổ đất vô xong, mình sẽ tưới cho nó ướt thật là ướt nhiều, thật là nhiều, đặng cho những cái đất này nè nó thấm, nó bó gốc rồi hết, nó thấm vô trong cái gốc chuối hết, chứ không không có màu nằm mà lô xô lớp xốp lên, nó thấm vô hết, thằng rễ nó dễ mọc hơn. Nước phải tưới thật nhiều, ngập nước luôn thì mình chịu khó. Lần này tưới nó hao nước, nhưng mà nữa mấy lần sau thì mình tưới nó vừa thôi. Rồi khi mình tưới như vậy thì có độ nước nó giữ lại cũng lâu nữa. Thì mới bắt đầu như vậy thì lá nó xanh như vậy, nhưng mà khi mình vô đất xong á, thời gian tới á, thì nó sẽ còn tốt hơn nhiều hơn nữa. Cho nên là các bạn cũng lưu ý là khi mình vô vô đất phân á, mình phải tưới cho nó thật nhiều, chứ phải ngập luôn để cho cái đất nó mới bó cái gốc lại được. Chịu khó lần đầu tốn nước, chứ còn mình tưới hơi hơi thì nó cái đất nó không có bó cái gốc lại, thành ra cái rễ nó cũng không khó mọc được, nó có khoảng trống vậy. Còn phải tưới cho nó ngập nước luôn thì cái đất nó mới mới bó cái gốc lại. Thì rễ nó dễ mọc hơn. Đó, bây giờ mình thấy bộ chuối của mình không? Hơn 100 cây, để nhỏ lớn là hơn 100 cây á. Thì khi mình đã tưới nước vô đất, tưới nước, bỏ đất rồi tưới nước, rồi xong mình mới bỏ cỏ khô lên trên cho nó giữ độ ẩm lại. Thì nữa mình sẽ tưới nó nhẹ hơn, thì cái chuối nó phát triển cũng nhanh hơn. Đó. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video.